Năm mới, chương trình khuyến học khuyến tài do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang thực hiện, xin gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thống nhất với đề xuất cho học sinh trở lại trường ngay sau Tết Nguyên đán. Hiện có 49 tỉnh thành lên kế hoạch cho học sinh học trực tiếp từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2. Tại Hậu Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi đến các trường về việc tổ chức dạy học trực tiếp ngay sau Tết Nguyên đán với các nội dung sau. Từ ngày 7 tháng 2 năm 2022, toàn tỉnh tổ chức cho học sinh lớp 12 tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các huyện, thị, thành phố đi học trực tiếp trở lại. Ngày 14 tháng 2, học sinh từ khối lớp 6 trở lên ở tất cả các trường trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại học trực tiếp. Truyền cấp tiểu học vẫn học trực tuyến, học qua truyền hình, còn cấp mầm non, mẫu giáo tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh lưu ý thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường, đơn vị phải xây dựng phương án, kế hoạch dạy học linh hoạt để sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thưa quý vị, trước đó vào ngày 10 tháng 1, Hậu Giang triển khai thí điểm học trực tiếp khối 12 tại 8 điểm trường học, trung tâm ở 3 huyện Vị Thủy, Long Mỹ và thị xã Long Mỹ. Việc học trực tiếp thí điểm được đánh giá an toàn, đảm bảo kế hoạch đầu ra. Có thể thấy, ngành giáo dục Hậu Giang năm qua kiên trì vượt qua đại dịch, duy trì dạy tốt và học tốt. Trong không khí phấn khởi năm mới, mời quý khán giả nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của ngành giáo dục Hậu Giang trong năm qua. Những hình ảnh này ghi nhận vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua. Đây là năm đầu tiên học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Dù vậy, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của tỉnh Hậu Giang đạt gần 99%, tăng gần 0,5% so với năm học trước. Mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục là một pháo đài chống dịch. Mỗi giáo viên, mỗi học sinh là một chiến sĩ, trở thành phương châm hoạt động xuyên suốt của ngành trong năm qua. Sau ngày tựu trường, thích ứng tình hình mới, các cơ sở giáo dục linh hoạt chuyển từ học tập trực tiếp sang học tập trực tuyến. Những ngày đầu gặp vô vàn khó khăn, trò thiếu thiết bị, thiếu mạng Internet, còn giáo viên không khỏi bỡ ngỡ hình thức dạy và học mới. Bằng tình yêu nghề, nhiều giáo viên không quản ngại khó khăn đem bài học đến tận nhà học trò, giúp các em ôn tập trong những ngày giãn cách xã hội. Khi mình đem tài liệu vào cho các em thì nó sẽ tạo cái tình cảm gần gũi giữa thầy và trò. Thì các em sẽ thấy được cái sự quan tâm của nhà trường, rồi của thầy, rồi của chính quyền địa phương đối với cái điều kiện học như thế này. Là các em có thể, do từ đó các em có thể là nắm kiến thức được sâu hơn qua cái công việc là mang tài liệu đến cho các em. Thì cái một cái ước mong duy nhất của tôi đó là các em được có một cái kiến thức rồi không bị chịu thiệt thòi hơn so với các bạn. Càng khó khăn, càng thấy được ý chí quyết tâm của những người hoạt động giáo dục. Nhiều giáo viên đầu tư trang thiết bị dạy học, ứng dụng các phần mềm dạy học trực tuyến, bài giảng điện tử và thiết kế nhiều bài giảng bằng video clip sinh động, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp bậc. Tất cả những thầy cô giáo của ngành giáo dục huyện Châu Thành thì đang ra sức để đóng góp xây dựng những cái video bài giảng thật sự là chọn lọc cốt lõi nhất để gửi đến các em học sinh. Trong khó khăn do đại dịch COVID-19, cả xã hội vẫn luôn kề vai sát cánh cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Chương trình Sóng và Máy tính cho em vận động trên 28 tỷ đồng. Hậu Giang ra mắt quỹ khuyến học khuyến tài ươm mầm những tài năng trẻ. Cộng đồng doanh nghiệp đóng góp gần 20 tỷ đồng chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo hiếu học. Dù ảnh hưởng bởi đại dịch, nhưng các em học sinh rèn luyện cho mình tinh thần tự học, tìm thêm kiến thức trên không gian mạng. Các thầy cô giáo tự nâng cao năng lực bản thân, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy với tâm niệm vượt khó dạy tốt. Nhiệm vụ trọng tâm cũng thể hiện rất là cái quyết tâm của mình, đó là làm sao là phải đảm bảo được cái chất lượng giáo dục trong năm học 2021-2022, qua là chỉ đạo về cái nâng cao cái chất lượng về chuyên môn, đổi mới cái phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn ngành. Thì hiện nay đối với cấp 3 thì các em học trực tuyến
là cũng đạt tỷ lệ là trên 90%. Đối với trung học cơ sở thì các em học trực tuyến là cũng 75%, và tiểu học thì từ lớp 3 cho đến lớp 5 thì các em cũng học trực tuyến là 72%. Mỗi thầy cô, mỗi gia đình và mỗi em học sinh đều có những giải pháp để thích ứng với khó khăn, tiếp tục sự nghiệp học tập. Nhìn lại một năm gian khó, ngành giáo dục Hậu Giang từng bước chuyển đổi số và thực hiện tốt phương châm tạm dừng đến trường nhưng không tạm dừng việc học. Năm 2021 khép lại với những tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, ngành giáo dục phải thay đổi cách dạy và học phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các thầy, cô giáo không ngừng đổi mới sáng tạo để việc dạy và học phát huy hiệu quả. Trong phần gương sáng học đường kỳ này, chúng tôi mời quý vị gặp gỡ thầy giáo Lê Thanh Liêm, trường phổ thông dân tộc nội trú Hiềm Lam, huyện Châu Thành A. Với niềm đam mê sáng tạo, nhiều công trình của thầy phát huy được năng lực và phẩm chất của học sinh sau mỗi tiết học. Sự học là không có trang cuối và đứng im cũng đồng nghĩa đang đi lùi. Đây là quan điểm của thầy Lê Thanh Liêm. Sau 10 năm phụ trách giảng dạy môn vật lý, nhận thấy điều kiện nhà trường còn nhiều khó khăn, thầy Liêm chủ động sáng tạo đồ dùng học tập để tạo nên sự thích thú cho học sinh trong mỗi giờ học. Đồng thời phát huy được năng lực, phẩm chất, đáp ứng định hướng đổi mới dạy và học được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Qua quá trình mà tôi giảng dạy cũng như là có trao đổi với các giáo viên trong nhà trường thì thấy là có những cái khó khăn trong thực hành thí nghiệm, thì từ đó tôi mới nảy sinh ra ý tưởng là làm sao có thể chế tạo những cái bộ thiết bị thích hợp để giải quyết những vấn đề khó khăn đó và có những cái thông số thiết thực để và tạo sự gần gũi cho giáo viên và học sinh sử dụng. Đây là công trình duy nhất của Hậu Giang đạt giải ở Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc, trao giải vào tháng 4 tới tại Hà Nội. Không dạy lý thuyết đơn thuần, thầy Lê Thanh Liêm mong muốn qua mỗi giờ học, học sinh biết ứng dụng vào thực tế kiến thức vừa được truyền đạt. Đây chính là động lực để thầy sáng tạo nên mô hình máy phát điện xoay chiều với cấu tạo gồm một bộ nam châm kết nối động cơ bước, các cuộn dây điện đặt 3 nơi tạo thành tam giác đều, và một bộ điều khiển để hiệu chỉnh tốc độ các dòng quay. Mô hình giúp học sinh hiểu được nguyên lý hoạt động cơ bản của máy phát điện, vật dụng gần gũi với cuộc sống đời thường. Đề tài của mình phải xuất phát từ thực tế, từ những cái khó khăn mà mình gặp phải hoặc là những trong quá trình mà mình thực hiện một cái nhiệm vụ nào đó. Thì khi mà mình có được những cái khó khăn, những cái thực tế như vậy đó, thì mình xây dựng cái phương pháp, cái cách thức để thực hiện. Sau khi mình có sản phẩm thì chắc ăn những sản phẩm đó phải ứng dụng lại cho cái giải quyết cái vấn đề ban đầu là từ thực tế. Với những công trình được tạo ra, đến nay thầy Lê Thanh Liêm nhận được 5 giải thưởng cấp tỉnh, 3 giải thưởng cấp quốc gia và 1 giải thưởng Công chúa Thái Lan năm 2020. Đây là nguồn động viên để ngọn lửa đam mê sáng tạo tiếp tục cháy trong trái tim thầy giáo trẻ, góp phần phát huy năng lực và phẩm chất cho những mầm non tương lai của đất nước. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói, nghề dạy học là nghề cao quý trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo trong những nghề sáng tạo, vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo. Câu chuyện của thầy giáo Lê Thanh Liêm kiên trì theo đuổi giấc mơ, sống hết mình với nghề bằng tình yêu dành cho từng thế hệ học trò là minh chứng cho sự tiếp nối truyền cảm hứng về sự sáng tạo. Mỗi người cùng vun đắp để xây dựng Hậu Giang ngày càng phát triển. Trong phần tri thức quanh ta kỳ này có câu hỏi. Tháng 3 năm 1929, chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời gồm có đồng chí Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Văn Tuân và Dương Hạc Đính. Kỳ họp thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên được diễn ra tại đâu? A. Tại căn nhà số 5D, Hàm Long, Hà Nội. B. Tại căn nhà số 5B, Hàm Long, Hà Nội. C. Tại căn nhà số 5A, Hàm Long, Hà Nội.
Mời khán giả và các em học sinh tham gia chương trình gửi đáp án theo hai cách. Chương trình khuyến học khuyến tài đã phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang, số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh. Chúng tôi sẽ căn cứ theo dấu bưu điện hoặc gửi về địa chỉ email khuyến học khuyến tài hc@gmail.com. Đến đây thì chuyên mục khuyến học khuyến tài kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Thân ái, kính chào.